Ngày xưa mình bị dính mắc rất là nhiều. Mình chấp mình bắt cái này phải như vậy, mình bắt cái kia phải như thế kia thì mình đau khổ. Mà một khi mình hiểu được cái lẽ vô thường của vạn vật, có sanh thì phải có già, có bệnh, có chết. Đó là mình nói thứ tự đó nha. Chứ còn trên đời này có nhiều khi sanh chưa già mà đã bệnh, đã chết. Thí dụ vậy. Rồi có nhiều khi mình nói có già, có bệnh, có chết. Có nhiều khi già mà không bệnh, bị gì đó rồi mất. Thí dụ vậy. Khi mình lẽ thấu được cái lẽ thật thì kêu là chứng đạo. Tức là hiểu cuộc đời, hiểu cái lẽ thật của đời nó như vậy. 3 tuần, thứ ba tuần trước á, Pháp Hòa bay đi qua bên Austin, Texas để dự một tang lễ của một ông cụ thọ 101 tuổi. Thì qua đó ngày thứ ba có Hòa dự cái đám buổi chiều, và sáng thứ tư thì đi hỏa táng. Và sau khi hỏa táng xong chiều lại thì có bay về lại Canada. Về tới nhà thì 1-2 giờ sáng chỉ đó, thì nghỉ ngơi vài tiếng thì 7 giờ sáng là đi dự một cái đám tang của một em bé 4 tuổi. Ngày hôm qua trước khi Pháp Hòa bay qua đây thì hôm thứ sáu Pháp Hòa đi hộ niệm cho một Phật tử, một chú này 52 tuổi, đang bình thường thì bị tai biến, đưa vô nhà thương tối đêm đó và sáng hôm sau thì mất. Thì quý vị thấy là chỉ có mấy ngày thôi mà Pháp Hòa chứng kiến 3 cái đám tang. Một đám thì 101 tuổi, rồi cái về lại thì dự một đám tang của một em bé 4 tuổi. Rồi thì không may thì sau đó rồi thì một người 52 tuổi. Thì quý vị thấy là cái tuổi nó chênh lệch đúng không? Một em bé 4 tuổi chênh lệch rất xa với một người 52. Người 52 chênh lệch rất xa với người 101. Nhưng mà khi thấy như vậy thì để cho chúng ta có một cơ hội để mà chúng ta quán chiếu. Quán chiếu cái gì? Quán chiếu cái là mình nhìn sâu, mình thấy rõ, thấy rõ được cái vô thường. Đâu có hẹn với ai, đâu có ai nói là 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi không có thể mất. Đâu có ai nói là 52 tuổi đang khỏe, không nói được. Thành thử ra đó, mình mới thấy rằng không có luận tuổi tác. Sự thật thì nó là sự thật như vậy đó. Hồi nhỏ đó, mỗi lần mà tụng kinh với thầy Viện Chủ đó, thì thầy hay phục nguyện một cái bài. Cái bài thầy hay phục nguyện mở đầu cho cái buổi phục nguyện, cái lời phục nguyện đó, thì thầy mới đọc là cung văn sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàng vô thường khởi trạch, tôn ti đại hạn ninh phân vu quý tiện. Hồi nhỏ mình nghe rồi mình thuộc lòng câu đó. Khi lớn lên nó bắt đầu mình mới hiểu cái câu đó là như vậy. Cung văn có nghĩa là từng nghe. Chúng con cung kính nghe rằng, gọi là cung văn. Sương hoa dị lạc, tức là những cái sương nó rơi xuống như những cánh hoa vậy đó, gọi là sương hoa. Dị là dễ, lạc là mất. Sương hoa dị lạc tức là sương nó rơi xuống dễ mất không? Rất là dễ. Nhiều khi mình thậm chí mình không thấy nó nữa, nhưng mà nếu có thấy đi nữa nó rơi xuống cái là nó mất liền. Sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàng. Cái mộng đẹp đó, nó sớm tàn lắm. Thí dụ bây giờ mình nằm chiêm bao, mình thấy một cái giấc mộng đẹp, giật mình lên thì cái gì? Cái giấc mộng đó không còn, phải không? À, sương hoa dị lạc, điệp mộng tảo tàng, vô thường khởi trạch. Cái sự vô thường đó nó cứ khởi liên tục như vậy. Tôn ti đại hạn, cái sự mà cái đại hạn đó là cái đại hạn đó, tức là cái giờ phút mà chết đó,
Đại hạn thường thường ta nói, ý ta nói là cái giờ phút cuối cùng của đời người. Ninh phân vu quý tiệm, không có phân biệt là người giàu hay người nghèo. Quý là giàu, tiện là nghèo, có đâu có phân biệt người nghèo. Vì sao? Vì người đời ai cũng chết. Chết là mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy. Kiếp sống trong ngắn ngủi. Ở bên hệ phái khất sĩ, ta có cái bài tụng đó, đó. Thay vì ta tụng chú vãng sanh, ta hay tụng cái bài đó, đó. Đời người ai cũng chết, chết là mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy. Kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Thì mình mới thấy, khi mà mình nhìn như vậy đó, thì mình mới thấy rằng một ngày của mình đó, mình phải sống làm sao cho nó trọn vẹn. Có nhiều người mới nói rằng để tôi đi làm cái này làm cái kia để tôi giết thì giờ. Nói như vậy có nghĩa là mình không có cái gì để mình vui hết á. Mình phải kiếm cái gì để mình giết thời giờ. Mà thời giờ thì mình giết thì tội quá. Mà thay vì mình nói như vậy đó, tự nhiên mình cảm thấy có một cái gì đó nó không có ổn. Mình nói cách khác, tu là chuyển mà. Thay vì mình nói như vậy, nói kiểu khác, tôi tận dụng thời giờ. Thì khi mình thấy mình dụng hết cái thời giờ của mình á, thì mình thấy chính đáng đó. Một ngày mình chỉ có 24 tiếng thôi. Mình vui thì cũng phải hưởng 24 giờ. Mình buồn cũng hưởng 24 giờ. Không thể nào buồn quá cắt ngắn thời gian lại, vui quá kéo dài thời gian ra. Không. Một ngày nó nhiêu đó là nhiêu đó. Thành thử mình vui hay mình buồn thì mình cũng phải ở trong cái phạm vi của thời gian như vậy. Thành thử ra mình quán chiếu như vậy thì mình thấy rằng á, mình phải dùng cái sức khỏe của mình, dùng cái khả năng của mình, dùng cái thời gian của mình như thế nào cho nó chính đáng. Có một hôm đầu năm nay thì mấy thầy trò mới có những ngày tu tập ở trên tu viện Tây Thiên. Thì cái bữa sáng ngày một tay Pháp Hòa thức sớm, Pháp Hòa ra thắp hương. Thì tự nhiên khi thắp hương như vậy thì trong lòng nó khởi lên. Và nó thấy rằng hình như là mình muốn sống. Mình biết rằng cuộc đời nó vô thường, ai cũng chết chứ. Nhưng mà trong lòng mình khởi lên một cái niệm là mình muốn duy trì cái cuộc sống của mình. Tại vì mình thấy rằng mình có thể làm được việc gì đó lợi lạc cho người, cho người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái ngôi chùa đây không có thầy trụ trì, nhưng mà chỉ có vài năm ba Phật tử trong ban điều hành với nhau. Thành thử Pháp Hòa cũng mong muốn cho quý vị có sức khỏe, có bình an để quý vị tiếp tục, quý vị duy trì cái chỗ này. Chứ thử bây giờ thí dụ như dĩ nhiên mình biết một ngày nào rồi thì ai cũng đi thôi. Nhưng mà cái ý niệm cầu cho nhau được khỏe mạnh, an vui, điều đó tốt. Chứ sự thật là đó là sự thật. Nhưng mà mình có quyền khởi cái niệm lành dân tặng cho nhau. Cho nên Pháp Hòa lại khởi cái niệm là con cầu mình muốn được mình được sống. Tại vì mình thấy mình có trách nhiệm đối với lại các đệ tử. Và mình thấy rằng có rất nhiều nơi người ta mong mình đến đó để mình có thể giúp đỡ được người ta trên phương diện tinh thần. Thì mình thấy như vậy. Cho nên có một lần thầy viện chủ thầy mới nói với Pháp Hòa, thầy nói rằng mình sống ở đời mình phải làm cái gì cho nó có lợi ích cuộc đời của mình, cho nó đáng sống. Chứ sống mà buông trôi, sống mà bỏ phế thì thầy cảm thấy cuộc đời nó uổng phí quá. Mình sống ở đời mình phải làm cái gì đó, mình làm lợi cho người, cho đời. Thì Pháp Hòa có nhớ một câu chuyện.
Có ba vị cư sĩ đến gặp một vị hòa thượng. Nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con thế nào sống để được an vui. Thì vị hòa thượng mới nói rằng: ba đạo hữu cho tôi biết đi, ba đạo hữu sống để làm gì? Nói dạ con sống là tại vì con sợ chết, con ham sống, con sẽ không thích chết. Cái người thứ hai mới nói dạ con muốn sống để con khi con về già đó, con muốn con có nhiều con nhiều cháu. Người thứ ba mới nói dạ con sống là bởi vì con muốn người nhà con nương tựa con là cái người phải có trách nhiệm là lo hết cho gia đình. Thì hòa thượng mới trả lời nói: ba đạo hữu nghĩ như vậy hèn chi không có được an vui. Hỏi sao vậy? Nó tại vì trong khi sống mà lo cái chết, trong khi sống mà cứ sợ hãi cái chết cho không vui. Đang tuổi trẻ, đang khỏe mạnh mà không có tận hưởng, không có làm cái gì đó, trong cái khi còn khỏe mạnh mà cứ ngồi đợi chờ già cho không vui. Và cái trách nhiệm của mình đó không phải đợi tới già mới có trách nhiệm, mà trách nhiệm của mình trong từng giây từng phút cứ làm. Thì thành thử ra hiện tại mà các đạo hữu cứ nghĩ tới cái ngày về sau này cho các sĩ lo sợ. Lo sợ là mình già mình không có được lo cho con, mình già mình không có đủ con cháu như ý mình muốn, rồi một ngày khi mình chết. Cho nên ba vị sống mà sợ hãi nhiều quá không vui. Nói vậy thì hòa thượng dạy làm sao cho con vui? Thì hòa thượng mới hỏi tiếp, nói vậy thì ba vị muốn làm sao mới được vui? Để nói dạ con muốn sống mà có nhiều tiền. Người thứ hai mới nói dạ con muốn làm sao mà con sống mà con có được một cái tình yêu. Người thứ ba nói dạ con muốn sống làm sao mà con có cái danh ở trong đời. Thì hòa thượng mới đáp, hòa thượng mới nói như vậy quý vị sẽ mãi mãi không vui. Hỏi sao vậy? Nói tại vì khi mà quý vị có nhiều tiền rồi đó, quý vị lo giữ gìn cất giấu rồi muốn có thêm sao vui nổi, lo lắng. Có tình yêu thì phải bảo vệ, thôi người yêu bay làm sao, phải không? Rồi chưa nói chuyện ghen tương nữa. Rồi cái thứ ba là có danh đó, thì quý vị cũng sẽ khổ vì danh, cho quý vị sẽ mãi mãi không vui. Thì ba vị mới nói vậy thì theo hòa thượng chúng con phải tu như thế nào, sống như thế nào để được vui? Hòa thượng mới nói như thế này: thay vì các đạo hữu nghĩ có tiền mới được vui, có tình yêu mới vui, thì ba đạo hữu nghĩ như vậy: có tình có tiền, nếu con có tiền con sẽ dâng tặng bớt cho người, nếu con có tình yêu con sẽ hiến dâng, nếu con có danh vị con sẽ phục vụ mọi người. Thì bây giờ Pháp Hòa giải thích. Bây giờ mình nghĩ đó, nếu mà mình có tiền nhiều chưa chắc đã là vui. Tại vì nhiều khi có tiền nhiều mà mình lại không có hạnh phúc trong gia đình. Tại vì muốn có tiền nhiều á là mình phải bươn chải. Mà mình bươn chải á thì mình không có thì giờ với gia đình. Rồi thậm chí á có tiền nhiều nhưng mình không có sức khỏe. Có ai mà nói tôi đi mua, thường thường người ta nói á, có tiền mua tiên cũng được, tay nói vậy. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ thật sự có những thứ không cần là tiên mà mua cũng không được như thường. Chẳng hạn người ta nói á, có sức khỏe là tiên đúng không? Ta nói ăn được ngủ được là tiên, mà ăn được mà ngủ được là tượng trưng cho sức khỏe. Vậy thì có tiền mà mua được giấc ngủ ngon không? Chưa chắc. Bởi vì có nhiều khi mình có tiền, nhưng mà cái tiền đó có thể là, một là do mình làm việc không có chính đáng có được, cho mình cũng sợ sao cướp giật. Rồi nếu có tiền đó do mình làm chính đáng mà lên, nhưng mà nhiều tiền thì mình cũng sợ mất. Cho nên nhiều khi có tiền không mua được giấc ngủ. Mình có tiền mua thuốc bổ uống, nhưng mình không mua được sức khỏe của mình. Mình có tiền mình mua cái bảo hiểm nhưng không mua được sự an toàn. Mình có tiền mình mua cái đồng hồ rất mắc để mình đeo nhưng mình không mua được thời gian. Thành thử ra người ta nói có tiền mua tiên cũng được,
Rồi câu thứ hai ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Đúng rồi đó, mình ăn được ngủ được, ăn ngon lành, ăn không có gọi là picky, tức là không có sao khó khăn trong chuyện ăn uống, nằm xuống là ngủ không có lo lắng thì mới gọi là tiên. Còn nếu mà nằm xuống mà đắn đo mà lo lắng mà suy tính thì mất ngủ. Đồ ăn rất ngon, nhiều món ngon lắm nhưng mình ăn không được là vì mình đau khổ, mình buồn bực, thí dụ vậy, thì cũng không có tiền mua được. Thì cho nên á, vị hòa thượng mới nói quý vị mà muốn có tiền nhiều rồi á, quý vị phiền não nó đeo theo. Rồi cái thứ hai á là gì? Thứ hai là có tình yêu. Là thường thường á, người ta muốn có một người yêu á, là người ta phải đeo đuổi. Mà đeo đuổi rồi có được cái người như ý mình rồi đó, bắt đầu mình phải làm sao? Phải làm sao giữ chứ, có phải giữ. Mà muốn giữ là phải tìm hiểu coi ảnh thích cái gì, em đó không thích cái gì. Thành thử cứ phải để ý nhau, tìm hiểu nhau để mà làm gì, làm vui lòng nhau để bảo đảm người đó bên mình. Mà nếu mà người đó mà có nhan sắc một chút thì mình cũng lo lắm, đi đâu mà không có mình thì mình cũng rầu lắm. Mình phải canh, mình phải giữ. Cho nên rồi thành thử muốn giữ cái hai chữ hạnh phúc đó cũng phải đánh đổi, phải tranh đấu đủ thứ hết. Cho nên lo lắng nó cũng đi theo. Rồi giờ có danh, ai bảo đảm mà cái danh của mình đó, là mình không phải mất bao nhiêu công sức. Một vị mà người ta muốn ra tranh cử rồi, đổ biết bao nhiêu tiền của công sức vô để mà có thể có được một cái danh vị ở trong xã hội. Cho nên á, Hòa Thượng mới nói á, đa ba vị mà nghĩ như vậy hoài đó thì ba vị không có vui đâu. Tu là gì? Tu là chuyển. Bây giờ cũng sẽ có tiền, cũng sẽ có tình yêu, cũng sẽ có danh. Nhưng mà cái danh, cái tiền để làm cái gì? Có nhiều tiền không phải để giữ, mà phải sớt chia. Mà quý vị để ý coi, mình mà có sớt chia được cho ai đó, tự nhiên trong lòng mình thấy nó vui lắm. Nếu thật tâm mà mình có cái lòng đó, mình sẽ thấy mình vui. Tại sao vậy? Thì mình thấy rằng ít ra mình sống mà mình có trang trải đến người khác. Và tự nhiên trong lòng mình cũng có một cái niềm tin. Một có cái niềm tin là một ngày nào mà mình có bị những cái khó khăn gì á, tự nhiên ở đâu đó cũng sẽ có người tới hộ giúp cho mình. Vì sao? Vì mình sống mình có nghĩ tới người. Chứ nhiều khi mình sống á, mình không nghĩ tới ai hết á, mình chỉ nghĩ cho mình thôi. Cũng được thôi, ai trách phiền gì mình đâu. Nhưng mà mình sẽ biết rằng mình không có bạn, mình không có những người mà người ta nhớ nghĩ đến mình. Vì mình sống mình chỉ biết mình thôi. Cho nên Hòa Thượng nói có tiền không có sao, nhưng mà quý vị nghĩ thêm chút nữa đi, tức là có tiền quý vị sớt chia cho người khác, phụ bớt cho người khác. Đâu có phải đợi giàu có mới phụ được. Mình nghèo cũng được nữa, mình phụ trong cái khó, cái nghèo của mình. Thí dụ mình có 5 đồng, mình giữ 4 cho người ta 1. Thành sự khi mình thấy là khi mình làm được cái việc đó, trong lòng mình vui lắm. Vị nào mà đã từng có cái tâm hạnh dâng tặng như vậy, quý vị sẽ thấy nó khác. Thí dụ như người ta tới, người ta xin mình mà mình không cho đó, tự nhiên trong lòng mình thấy khó chịu lắm. Mình cho được ít nhiều gì cho được hết, tự nhiên mình thấy vui, mình thấy thoải mái. Đó, sống như vậy thì tự nhiên mình thấy mình có tiền nó chính đáng. Cái tiền mình giữ đâu có đem theo được, mà mình biết sớt chia. Cho nên cái tu của mình á, là mình chuyển và mình mở rộng ra. Thí dụ như chỉ cần mình đổi một chữ thôi, đời sống hàng ngày của mình á. Ví dụ mình biểu đứa con của mình á, con phải làm cái này. Tự nhiên nó nghe cái chữ phải đó, cái tự nhiên nó cảm thấy hình như nó bị ép uổng. Giờ thay mình đổi chữ thôi, con nên làm cái này. Thì tự nhiên nó cảm thấy đây là một lời khuyến khích, chứ không phải là một lời ép uổng. Cũng muốn nó làm thôi, nhưng mà mình dùng cái chữ nên hơn là chữ phải. Thí dụ thôi, mình bữa nay tuyết nhiều quá,
ba ra xúc tiết mà nó ngồi trong này nó coi tivi. Mình nói là con ra con xúc tiết với ba đi. À, con nên ra phụ với ba để có cái tình, mà một lát nữa rồi vô con xúc được phần nào thì ba cũng đỡ phần đó. Tự nhiên nó nghe cái mình ra mình nói con phải đi ra xúc, à, hay là hai đứa con trong nhà một đứa thì đi một đứa không, thì giờ mình muốn cái đứa kia đi mình nói thì nó tại sao nó phải đi, nó không phải bởi vì anh của con bữa nay bệnh hay là đang bận một công việc gì đó thì con nên ra con phụ cho anh một chút, hoặc là hai đứa đi ra nó hai đứa ra làm cho lẹ để anh con vô con còn học học bài làm bài hay đi làm. Thì cuộc sống này á, nhiều khi mình thay đổi một cái chữ thì tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Quý vị có thấy được điều Hòa nói vậy đó? Thật ra tất cả là do chúng ta ứng dụng, chúng ta ứng dụng như thế nào. Cho ở đây Hòa Thượng mới nói các vị có tiền cũng tốt, nhưng mà thay vì như vậy quý vị nên mở rộng cái lòng ra, mở rộng cái lòng để làm gì? Để mà quý vị thấy rằng cái tiền của mình đó, mình xài nó chính đáng. Và khi mình mở rộng được lòng như vậy thì tự nhiên ở chỗ khác nó có tới với mình. Mình có mở cửa với người khác thì người khác mới mở cửa với mình. Mình lấy ví dụ như ở Việt Nam đó, quý vị thấy Việt Nam hồi đó Việt Nam sáng ra là trong xóm trong hẻm nhà nào cũng mở toang cửa trơn. À, nhà nào cũng mở cửa ra hết. Phải không? Thì ai đi ngang cái mình khi đi chợ về có thấy chị ba chị tư giờ đang ngồi lặt rau cũng tấp vô thăm hỏi vài câu rồi mới đi về nhà mình, có phải vậy không? Chứ cái tình ở Việt Nam nó đẹp, nó dễ thương như vậy đó. Có nhiều khi mình mới một tô cơm nhà mình xong nhà mình không ăn đâu xách qua nhà hàng xóm ngồi quý vị thấy không? Cho nên cái mở cửa nó rất hay. À, mà ở Việt Nam mà nghe mà nhà nào hữu sự một cái thôi là từ ở cái cuối xóm cho tới đầu xóm tụ về cái nhà đó hết, coi coi có giúp đỡ được cái gì không. Thành ở Việt Nam mới nói đó, bà con xa không bằng lối xóm ở gần, khi tối lửa tắt đèn cũng nhờ lối xóm. Phải không? Nhiều khi bà con xa đâu có gần mình, mà lối xóm gần. Cho nên mình sống mà mình biết suy tư, mình biết lân mẫn tới những người xung quanh hay lắm. Cái đó rất là hay. Mà ở đây quý vị thấy mặc dù nhà nào cũng đóng cửa đó, cái xứ này là cái xứ ai cũng đi làm khóa cửa lại, rồi về tới nhà lạnh thấy mồ ai dám mở cửa, đóng lại. Nhưng mà dù người ta đóng cửa nhưng người ta có mở lòng. Người ta có mở lòng, quý vị thấy không? Haiti mà động đất thôi Mỹ cho 100 triệu, Canada cho 50 triệu. Chẳng những vậy mà cho lính, cho hàng triệu người, nhân viên xã hội đi qua tận bên nước đó để mà giúp đỡ, chở không biết bao nhiêu đồ ăn qua bển, không biết bao nhiêu thuốc men qua bển. Cho nên vì cái hoàn cảnh, vì cái đời sống xã hội, cửa thì đóng, nhưng mà cửa lòng có mở. Cái cửa lòng người ta có mở. Rồi đó, Pháp Hòa nghe nói là Canada còn có ý là giống như matching nữa đó. Có chưa? Có rồi phải không? Đó. Cái kỳ mà bão lụt 2004 mà cái bão gì nó kêu là tsunami đó. Một công dân Canada mà cho 50 đồng, chính phủ sẽ cho 50 đồng. Cho nên kỳ đó mà Phật giáo tại Canada mình vận động được 200 ngàn. 200 ngàn Phật tử, 200 ngàn đô Phật tử ủng hộ. Chính phủ Canada cho 200 ngàn. Rồi bây giờ một trận này chính phủ Canada bây giờ tiếp tục matching. Quý vị thấy không? Một cái đất nước mà người ta mở lòng như vậy. Cho nên đó là mình sống mình có mở lòng. Mở lòng với người khác. Quý vị để ý đi xe mà tuyết mà mình đang ở trên đường mình bị như vậy, mà cái người nào mà họ biết trong xe họ có sẵn, họ có đồ xúc, họ bước xuống xe họ phụ cho mình, họ đẩy xe cho mình, không cần quen biết. Cái đó là người ta có tu đó.
ta tu cái phước. Thấy không? Người ta tu cái phước. Thở đây á, mình có tiền của đời sống của mình được mở lòng. Quý vị nhớ hồi đó mình ở Việt Nam mới qua, mình có gì? Đâu có gì đâu. Hai bàn tay trắng. Rồi từ từ mình có. Bây giờ mình có rồi, mình nghĩ tới những người nghèo, mình nghĩ tới những người khốn khó để mình chia sẻ. Giờ Pháp Hòa nói thật chứ, dụ bây giờ mà đi đâu mà Phật tử có cúng, Pháp Hòa cũng để vô chùa. Còn không là để dành đó đi giúp đỡ cho những người nghèo khó ở Việt Nam. Nên mình nghĩ rằng mình ở đây ăn cũng có, mặc cũng có, đầy đủ, không có sao. À, mà nếu mình có thiếu, cái thiếu của mình cũng không đến nỗi. Thôi mình có thể giúp được, mình cứ giúp. À, cho nên mình nghe lời Hòa Thượng dạy, không phải là kêu mình đừng kiếm tiền, không phải. Có tiền tốt, nhưng mà có tiền mà biết chia sẻ, cái đó là hay. Cho nên Hòa Thượng dạy mình cách sống có an lạc. Cái cách sống không phải nhiều tiền mà an lạc, mà sống có tiền mà biết chia sớt thì tự nhiên đời sống mình có an lạc. Hiện tại tâm mình an vui vì mình biết rằng mình sống mà mình không có bo bo, mình giữ của mình, mà mình biết trang rãi tới người khác. Cái điều thứ hai, có tình yêu hiến dân. Hiến dân này không có nghĩa là ô mình có cái người tình yêu đó mình đem tặng, nhưng không phải. Cái chữ tình yêu hiến dân này là như thế này: mình có được một tình yêu mà bây giờ mình mở cái tình của mình cho nó rộng nữa, là mình tình thương cho tới mọi người, mọi loài nữa. Mình có một người để mình yêu rồi, coi như là của cá nhân mình rồi, nhưng mình mở làm sao mình có một tấm lòng bao la như biển nữa. Thật ra thì nếu ai sống cho riêng mình thì lòng cũng có rộng, nhưng mà rộng như sông thôi, phải không? Còn nếu ai mà sống cho mọi người thì rộng, mà rộng như biển. Thật ra thì sông nó cũng có cái rộng của nó, nhưng mà rộng như sông thôi. Biển thì có rộng mà rộng mênh mông đó. Cho nên mình cũng có cái khúc sông, mình cũng có khúc biển. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, mình là diệu dụng của cái tâm rồi đó. Cái tâm mình nó diệu dụng rồi đó. Ở trong ly này thì nó tròn, nó dài. Cho nó ra cái dĩa thì nó rộng. Nó là nước, mà thể nó là nước rồi thì tùy theo cái đồ đựng. Đồ đựng rộng thì nó ra rộng, đồ đựng hẹp nó ra hẹp. Sống được như vậy. Cho nên người ta mới gọi, người ta ca ngợi cái nước của Quan Âm Bồ Tát cầm trên bình đó. Nước này vuông hay tròn là tùy theo bình chứa đựng. Gặp mùa xuân thì loãng, gặp mùa đông giá thì nó đặc lại. Loãng hay đặc nó cũng là nước. Dưới ngọn bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc. Bị ông vua ông phê vì duyệt tấu chương đó. Ổng mà say yes là dân có tiền, mà ổng say no là dân không có tiền. Thấy không? Thì chỉ cần một cái chữ ký của ổng thôi. Thấy không? Chỉ cần một chữ ký của ổng thôi. Cho nên dưới ngọn bút của quân vương thì sẽ trở thành ơn mưa móc. Với trên đầu dương liễu của Bồ Tát sẽ trở thành cam lộ thanh lương. Cũng là nước mà ứng dụng đúng. Thấy không? Ông vua mà ổng mà thấm cái mực. Bởi vì mực hồi xưa mài là phải có nước. Mà mài mực mà xong rồi ổng chấm một cái tấu chương đó, mà ổng không có sáng suốt ổng phê cái tấu chương đó, thì có thể dân chúng lầm than khổ sở. Cho nên tùy. Ở đây cũng vậy, mình có một cái tình, mình cũng có trái tim, thì cái trái tim này mình phải mở như thế nào. Không phải chỉ cho một người, hai người mở rộng. Giống như quý vị thấy một ông vua, khi mà ổng chỉ có tình yêu cho gia đình ổng thôi, tức là chỉ có hoàng hậu hay các bà cung phi hay các hoàng thân quốc thích, thái tử công chúa thì đâu có được. Không phải minh quân. Minh quân là ở trên chính bệ thì phải nghĩ tới dân lành ở ngoài. Về tới nhà
Sau khi mà thối triều rồi thì vào bên trong rồi thì ông có tình cho gia đình của ông, phải không? Mà ông vua là vậy, tức là ông cũng có cái mái nhà riêng của ông. Rồi khi mà bên cạnh đó ông phải có một trái tim rộng lớn, ông trang rãi cái tình của một vị vua đến với các thần dân nữa. Trên hòa thượng nói có tình yêu thì phải dâng hiến. Bây giờ mình là Phật tử, đối với một vị tu sĩ thì không có tình riêng mà chỉ có tình chung thôi. Nơi nào cần mình đến, chúng sanh cần thì mình đến, đạo pháp cần thì mình đi. Thì giờ mình là Phật tử cũng vậy thôi, mình làm được gì cho ai mình làm. Ở trong tứ nhiếp pháp đó, cái đó gọi là đồng sự, xin lỗi, lợi hành, bố thí, ái ngữ, lợi hành. Lợi hành là cái gì lợi cho người mình làm. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là quý vị có danh, quý vị phải phụng sự. Có danh thì mình phụng sự. Tức là bây giờ mình có một địa vị cũng tốt, nhưng cái địa vị đó để mình làm cái gì? Thí dụ như ở đây, trong cái xứ của mình đây có dân biểu. Dân biểu là theo cái hiểu nghĩa thông thường của mình là cái gì? Đại biểu cho dân, đại diện cho dân. Còn nếu mình hiểu theo chữ nghĩa Việt Nam là dân biểu gì làm nấy. Kêu dân biểu. Dân biểu là cái người đại diện cho dân. Dân cần gì mình lên gặp dân biểu đó. Ha. Là ông dân biểu đó đại diện cho mình để lên. Đó. Và có nhiều dân biểu sống như vậy. Ở đây ví dụ như các cộng đoàn nào cũng vậy hết á. Muốn xin tiền chính phủ phải nhờ dân biểu. Họ đưa cái đơn lên, rồi họ có một cái thơ, họ ủng hộ mình, họ nói họ biết cái cộng đoàn này từng làm việc tốt như vậy, cái thì trên chính phủ họ tin tưởng hơn, họ cho cái tài khoản nó dễ hơn, thí dụ như vậy. Cho nên là mình có ai trên đời này cũng có danh hết á. Đâu phải là đợi mình làm mà một cái người nào ngoài xã hội mới có danh, ai cũng có danh hết. Thí dụ như giờ nè, ở nhà mình có danh không? Mình cũng có cái danh làm cha, mình có danh làm mẹ, mình có danh làm ông, làm bà, thấy không? Rồi đi tu rồi cũng có danh làm thầy, rồi vô chùa mình làm Phật sự rồi mình cũng có cái danh nữa, hội trưởng, thư ký, thủ quỹ, hội phó gì đó. Thành ứng dụng cái danh của mình cho nó đúng. Mình ở trong cái địa vị đó thì mình phải hành xử cho đúng cái địa vị của mình làm. Thì hòa thượng mới dạy á, nếu mà mình sống mà mình không có mình không có nghĩa là mình bỏ hết những cái chuyện đó, nhưng mà mình có, mình cũng đừng có bao giờ dính với cái đó, mà mình biết dùng cái đó một cách chính đáng thì là tốt. Quý vị hiểu ý hòa thượng là vậy. Mà ứng dụng được như vậy thì gọi là an lạc. Thí dụ như ông Nguyễn Công Trứ nói, đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có gì, phải có danh gì với núi sông. Thấy không? Như vậy thì cái danh mà theo hoàng đoán nghĩ đó, cái danh là cụ Nguyễn Công Trứ nói đó, không phải là mình đi tìm một cái địa vị đâu, xã hội đâu. Bên cạnh đó, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, mình phải sống như thế nào với sông núi đất trời. Mình bởi vì mình ở trong trời đất mà. Cái câu của cụ hay cái là sống trong trời đất phải làm gì với núi sông. Chứ mình ai người chúng ta không sống trong trời đất. Nhưng mà mình phải ứng dụng, mình phải sống như thế nào để cho xứng đáng người ở trong trời đất, đền đáp được cái ơn sông núi. Mà người Việt mình gọi là hồn thiên sông núi đó. Giờ có một cái bài sám thôi không? Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ. Sông á là tượng trưng cho tấm lòng rộng lớn của mình. Núi là tượng trưng cho ý chí, trí tuệ của mình. Vì núi là nó vững, cho nên núi vững là tượng trưng cho ý chí, trí tuệ. Sông là mênh mông, là bát ngát, là mát dịu, tượng trưng cho tấm lòng. Người sống
mà có danh mà biết ứng dụng với tấm lòng, với trí tuệ, thì cái danh đó không có hại. Mình làm một cái người có chức vị mà không phải để chỉ ăn hối lộ, không phải chỉ có mình sống trong cái danh vọng đó, mà mình có cái danh đó mình phải sống cho trọn vẹn, mình làm gì được khả năng của mình. Thí dụ thôi, thí dụ như bây giờ á, một cái người đó họ làm một cái trưởng gì, một cái trưởng ban gì đó, họ có quyền quyết định một cái việc gì trong cái phân khoa đó, cái nhóm đó, mà họ thấy rằng cái quyết định của họ có thể giúp đỡ được cho người đó, thì họ có thể dùng cái quyền của họ đã quyết định mà để giúp đỡ người, chứ không phải chỉ để mà bành trướng cái thế lực, hay là để như thế này như thế kia cho cá nhân thì nó uổng đi. Cho nên theo Hòa Thượng dạy, Ngài không biểu chúng ta phải từ bỏ hết mấy cái đó, lên non lên núi mới gọi là an vui tự tại. Mà an vui tự tại hay không là chúng ta có cái đó mà chúng ta ứng dụng như thế nào. Thí dụ mình có tiền, mình ứng dụng tiền cho đúng thì tiền nó không có sai. Còn mình có tiền mình xài không đúng thì mình có lỗi đó. Tiền không có lỗi nha, tiền không có lỗi gì hết á, nhưng mà cái tâm của người xài tiền, mình xài tiền mình xài đúng thì tự nhiên cái đồng tiền mình nó chính đáng. Còn mình có tiền mình xài không đúng là không được. Cho nên á, cái lợi cái danh, nếu mình dính nó nhiều quá thì mình đau khổ. Tại vì nếu một ngày nào đó mà lợi danh nó mất á, thì sao? Mình buồn, mình khổ. Hồi xưa người ta nói tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất tình yêu em khổ thật nhiều. Bây giờ mình sửa lại, lợi danh, ta sợ lợi danh, vì lợi danh như là hương hoa, lỡ mai sau ta mất lợi danh ta khổ thật nhiều. Đó là những cái người dính đó, phải không? À, chư tổ thường dạy nè, nhập trần tri túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm giá cao. Mình nhập vô trong trần, nhưng mà thường tri túc là biết đủ đó, tâm thường lạc. Mình cũng có danh có vị, bị nhập trần mà, tức là mình phải có danh có vị có hết. Nhưng mà nếu mình cứ cảm thấy mình ứng dụng được những cái đó của mình thì tự nhiên tâm mình thường lạc. Mình nói ví dụ như mình lợi dụng một chức quyền, mình làm cái gì nó không đúng coi, ngủ yên không? Không có yên đâu. Nếu mà cái người đó có sống với cái lương tâm á, đem cái tâm ra mà sống, không có yên. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình buôn bán cũng vậy, mà lỡ hôm nào mình gạt được người ta mua một cái gì đó của mình á, nó dưới một cái giá thật cao mà cái món hàng nó không đúng rồi, với cái người mà họ không có cái tâm để sống á, họ thoải mái lắm, họ về họ bình thường. Nhưng mà cái nếu mình mà cái tâm mình mà có một chút thiện lành mà nó khởi lên, mình thấy khó chịu, có phải vậy không? Cho nên mình mà sống được với cái tấm lòng đó của mình đó, thì tự nhiên mỗi ngày con người mình nó có an lạc và nó biết thúc liễm hơn. Người sống mà có thúc liễm, có an lạc. Thúc liễm tức là mình biết ngăn ngừa, mình biết bó, mình biết chăm sóc cái tâm của mình, không để cái tâm mình nó đi sai, gọi là thúc liễm. Cho nên qua cái câu chuyện đó đó, thì mình mới thấy rằng Hòa Thượng dạy là các vị sống có tiền, có tình yêu, có địa vị, mà quý vị mở ra chút nữa thì tự nhiên đời sống mình an lạc. Còn nếu mình chỉ giữ cho riêng mình thôi thì sao? Mình không có an lạc. Khi mà mình nhìn vào sự việc hàng ngày nó xảy ra, chẳng hạn như ở bên cái nước Hy thì đã nghèo rồi, động đất. Mà động đất mà đâu phải mà động một lần đâu, cách đây mấy ngày làm trận nữa cũng 6 chấm á, thấy không? Thành thử ra trong một cái đất nước nhỏ, nghèo,
mà hai lần động đất. Rồi bây giờ đó mình thấy rằng mình sống ở đây, mặc dù bão tuyết thật, thấy không? Nhưng mà cái bão tuyết này so với cái trận động đất kia thì nó chả nghĩa lý gì hết. Nhưng mà xin thưa quý vị là Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng dạy như thế này. Nhiều những cái thiên tai, những cái động đất á, xảy ra đó là từ do cái tâm động của mình, động tâm á. Vì cái tâm của mình á, ít có hướng về những cái nẻo lành, rồi thường nó tạo ra những cái đời sống. Thí dụ như hiện tại đây nè, dù mình không có động đất nha, nhưng mà có nhiều gia đình á, làm sao đất nó cũng động dữ lắm. Có nhiều khi đâu phải nứt đất rồi mình mới rớt xuống đó mình chết đâu, nhưng mà bao nhiêu những cái đau thương nó cũng sụp đổ, nó cũng động đất ở trong nhà. Do từ đâu? Do từ cái tâm động của mình, từ cái tâm động của mình. Cho nên nói như vậy đó thì bởi mình mới thấy rằng á, cái mà chúng ta đang sống ở đây so với cái bên kia đó mình không nghĩa lý gì hết. Khi thấy được như vậy thì hồi mới đầu mình bực lắm, trời ơi tự nhiên bão tuyết. Cái thì khi mình nghĩ tới như vậy, cái mình appreciate, tiếng Anh nó kêu vậy đó, tức là mình biết trân quý những cái gì mình có được. Cho nên bây giờ mình có một chén cơm mà với nước tương mình ăn, mình vẫn thấy mình hạnh phúc. Thí dụ như cái ông gì, ông ở bên Haiti là cái dinh của ông tổng thống hả, cũng sụp. Rồi bây giờ ổng cũng lang thang như như bao nhiêu người dân ở bển vậy đó. Quý vị thấy không? Đó, thành thử ra cuộc đời này cái chuyện mà thịnh suy đó nó mấy hồi đâu. Mà bây giờ ví dụ như ông tổng thống đó mà nếu mà trong thời gian ổng tại vị đó mà ông sống mà ông có lân mẫn, có thương những người dân bên ngoài đó, thì bây giờ ông đi xuống và ông sống với người dân, ông bình thường lắm, không có đau khổ. Vì sao? Vì khi mình còn ở một cái địa vị cao mà mình vẫn đem cái tâm mình sống với người dân. Cho khi mà ông, ví dụ Pháp Hòa không biết, nhưng mình nghĩ nếu mà ông bước ra ngoài bây giờ ông đang lang thang vậy, người dân vẫn không có khinh bỉ gì ông hết á, mà chẳng những vậy mà họ còn thương ông, và chính bản thân ông cũng sẽ không đau khổ. Trời ơi, ngày nào mình ở trên ngôi cao, bữa nay mình phải lang thang như những người dân này, bây giờ cũng lang thang màn trời chiếu đất vậy đó. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên á, mình có cũng được, mà cái quan trọng là chúng ta biết ứng dụng. Ứng dụng. Giờ mình có sức khỏe nè, mình có khả năng nè, ha, rồi mình có mọi thứ. Giờ mình ứng dụng sức khỏe, khả năng của mình như thế nào cho nó chính đáng, thì tự nhiên mình thấy cái ngày hôm đó mình sống không có uổng. Cho nên Đức Phật mới nói đó, sống một ngày có ý nghĩa còn hơn sống trăm năm vô ý nghĩa. Vì mình sống một ngày mình có làm lợi được cho ai đó, còn không á thì mình có một phút nào đó, một phút nào đó mình nhìn lại thì mình tự nhiên mình thấy hình như một ngày qua mình sống không được gì hết. Quý vị để ý đó, cái người tu của mình nó khác là như vậy đó. Hôm qua Pháp Hòa giải thích cái chữ tu sĩ đó, thấy không? Tu sĩ là người tu, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng là tu sĩ hết. Mình sống mà cái trái tim của mình nó lạnh ngắt, mặc kệ ai sống ai chết ai gì thế kệ, thì cái đó thôi khỏi nói. Cho nên bữa hôm á có một cái đứa nhỏ kia đó, nó ghét anh đó. Thì thầy, ông thầy mới nói à thôi cũng được, con còn biết ghét thầy cũng mừng, là tại vì con còn có cái feeling, con còn có cảm. Nếu mà con sống mà con không còn ghét, không còn thương nữa, thầy mới rầu. Ông nói như vậy, nhưng mà trong cái lời dạy đó mình mà suy ngẫm thì mình thấy nó cũng có cái lý. Là vì con còn có, con bị gì, cuộc đời nó vô thường. Con có ghét, có nghĩa là con đã từng thương. Con đã từng thương cho nên con mới ghét. Mà hôm nay con ghét thì con cũng sẽ có ngày con thương. Như vậy trái tim của con nó còn đập, nó còn nóng, nó còn nghĩa là rung động. Còn thầy sợ nhất một trái tim là bất động.
Rồi trái tim đó là trái tim gì? Trái tim đó là trái tim mùa đông. Trái tim là trái tim mùa đông. Trái tim đó là trái tim của ngục tù. Trên một cái trái tim đó thầy sợ. Thầy nói ông thầy cũng nói ngắn gọn, nhưng mình nghe được á, mình phải suy nghĩ. Cho nên nếu mà một nhờ một người mà còn thương còn ghét, thấy không? Biết người đó khổ đó, tức là cũng còn bực bội, còn buồn, nhưng ít ra, at least, ít ra cái người này còn có cảm giác. Có người mà sống mà họ không còn cảm giác nữa, giờ họ đi về tới nhà, họ giục cái áo đó cái lên giường họ ngủ. Không cần biết con họ ăn cơm chưa, vợ có nhà không, hay là đi đường bị tuyết ngập, còn đang cào tuyết ở ngoài, thí dụ, cái đó mới khổ ạ. Thí dụ vậy. Cho nên đó mình thấy nhiều khi đi làm về, ngược lại cũng vậy. Mình được có cái phước là được một người chồng lo lắng cho mình, thì mình cũng đừng có thờ ơ. Mình sống á, càng khi mà mình càng sống ở trong đời, mình càng thấm nhuần cái đạo lý của Phật á, thì mình mới thấy rằng Đức Phật á, dạy mình đó không phải tu hành để rồi chúng ta trở thành một cái bậc siêu phàm, gọi là vượt thánh, để mà rồi chúng ta không còn cảm giác gì với ai nữa. Không phải đâu. Mình sống làm sao mà mình biết nhìn mọi người. Hôm cuối năm vừa rồi đó, Pháp Hòa mới nói với mấy chú đó, Pháp Hòa nói với mấy đứa sống làm sao mà ráng làm cho được con mắt để nhìn, lỗ tai để nghe, trái tim để cảm. Người sống mà có nhìn, có nghe, có cảm không đến nỗi đâu. Sống là phải có nhìn. Vì khi có nhìn á, trái tim nó rung động. Thấy cảnh khổ của người, tim rung động. Cho nên nhiều khi á, kiến đạo là mình vừa thấy phải không, liền chứng đạo. Hiểu rõ cuộc đời nó vậy. Phải không? Rồi bây giờ mình lấy tai mình nghe, nghe người ta nói, tự nhiên cảm được, làm được điều đó. Cho nên bây giờ đó, mình để ý, mình sống trong chùa không vậy, sống ở nhà không vậy, sống đâu không vậy á. Người mà sống mà có trái tim, có con mắt, có tai, thì tự nhiên mình làm cho một người xung quanh mình an vui lắm. Cho nhiều khi đâu có cần gì lớn lao đâu, chỉ một lời an ủi, một lời hỏi thăm thôi, tự nhiên thấy cũng đủ rồi. Hồi đó Pháp Hòa nhớ có một cái tuần cải lương, cái anh này ảnh thương cái cô này. Thì cái cô này là một cô gái giang hồ, nhưng mà ảnh thương thật. Rồi cái cô này thì mặc cảm cho nên bỏ đi rất là lâu. Thì mặc dù cô này thương anh lắm, nhưng mà vì cái danh dự của anh muốn bảo vệ cho anh, cho nên cô này bỏ đi. Thì bao nhiêu năm trời anh này đi tìm, thì một ngày nọ tình cờ gặp được nhau. Thì anh này mới nói rằng anh đã đi tìm em tận khắp nẻo chân trời, từ đường phố rộng thênh thang đến tận cùng ngõ hẻm. Nói như vậy đó. Cái thì cô này cũng mới nói bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ làm cho em tự hào là em cho chọn lựa không sai. Quý vị thấy những câu nói như vậy. Thì anh này nói là anh đã đi tìm cô này như vậy vì anh không có màng cô này là một người như thế nào, bởi vì anh thương cô thật. Thì cô này một cô thương thật, cho nên cô mới nói bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ làm cho em tự hào là em đã chọn lựa không sai, chọn lựa một cái người mà mình có thể gửi gắm được. Cho mình sống ở đời mình có rung cảm, mình có thương lân mẫn nhau, mình đâu có làm được cái gì cho cái người bệnh. Không làm được gì cho người bệnh mà hết bệnh hết á. Nhưng mà cái lời hỏi thăm của mình là một cái sức mạnh. Cho nên trong đạo hữu với nhau, mình nghe ai bệnh lập tức mình đi tới thăm. Đi không được gọi phone. Tự nhiên chỉ bao nhiêu đó thôi, nó cũng đủ làm ấm lòng với nhau. Huống chi là mình chung sống một nhà mà không ai biết ai hết á, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm gì làm, thì thấy nó lạnh lẽo lắm.
Cho nên đối với cái dạy của Hòa Thượng đây thì Ngài muốn hướng dẫn mình như vậy đó. Các vị có tiền, có tình yêu. Một cái chữ tình yêu này không có nghĩa là chỉ dành riêng cho một người, mà mình có trái tim, biết thương, biết cảm. Cho quý vị lễ Đức Bồ Tát không? Lại Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Con mắt là để nhìn, trái tim là để cảm. Cho nên người sống mà có con mắt, có trái tim đi vào cuộc sống thì cái người xung quanh mình đỡ lắm. Chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Biết như vậy đó, cho nên mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Thí dụ như biết Pháp Hòa bệnh mà chú Nguyên Thạnh mà cho cái nước apple cider nóng nóng uống khỏe, chỉ cái hành động nhỏ vậy thôi cũng làm cho người kia đủ hạnh phúc. Giống như bây giờ mà mỗi lần mà hôm bữa thứ sáu vậy đó, Pháp Hòa bệnh thì không có xuống được dưới nhà, thì quý cô biết như vậy cho nên nấu sẵn một cái nồi cháo cảm. Tới hồi Pháp Hòa giảng bữa tối đó xuống thì mấy cô nhắc là đi ăn cháo. Thì tự nhiên mình có ăn hay không cái chuyện đó tính sao, nhưng mà người mình tự kêu mình cảm thấy nó cũng vui, nó ấm lòng là sống với nhau, chung với nhau một đạo tràng, mình bệnh mà người kia biết chăm sóc. Cho nên quý vị nhớ là Đức Phật có một lần Ngài đi thăm bệnh, có một vị tỳ kheo bệnh mà các huynh đệ quên chăm sóc, lo liêm diêm tu không quên chăm sóc. Thì Đức Phật đi tới thì thấy cái vị này mình mẩy hôi hám mà thuốc men không ai chăm sóc. Thì Phật mới hỏi là ai ở chung với thầy, nói dạ huynh kia, huynh nọ. Đức Phật mới bảo Ngài A Nan múc cho Ngài một thau nước nóng, tự tận tay của Ngài lấy khăn Ngài nhúng nước, rồi Ngài lau mình cho vị tỳ kheo đó, rồi thay quần áo cho vị tỳ kheo đó và đem thuốc men, thức ăn đến. Và sau đó Đức Phật đã đợi các thầy về, Đức Phật dạy một bài pháp. Đức Phật dạy công đức của người chăm sóc bệnh, và Đức Phật dạy các thầy là huynh đệ với nhau, có cơ duyên sống chung với nhau thì các thầy nên để ý và chăm sóc cho nhau. Thành thử quý vị thấy Đức Phật không phải dạy chúng ta chỉ một cái mực tu để mà giải thoát không, phải không? Mà Ngài còn dạy chúng ta sống rất tình với nhau, rất người với nhau. Chứ con người mình nó khác là chỗ đó, bệnh biết chăm sóc, chết biết chôn với nhau. Không, thường thường con vật á, con này nó chết thì con kia tới ăn, nó có chôn cất vì nhà đâu. Con người nó khác, người này chết, người còn ở lại lo đàng hoàng, chôn cất, mai táng, hỏa táng hay như thế nào đó cho đàng hoàng. Đó là cái tình người với nhau. Cho mình hay cái người đó mất, đi đến thắp cây hương. Cho nên cái tình của người Việt, cái tình của Ngã Đông nó đậm đà như vậy. Có một cái anh làm ở nhà hoàng á, anh mới nói với Pháp Hòa là bây giờ đó họ đang có cái ý muốn á, là đi thăm người chết mà cái kiểu drive through. Quý vị biết cái kiểu đó không? Tức là cái kiểu như là đi mua tiệm McDonald's hay mấy cái quán ăn á, như Tim Hortons á, không có thì giờ bước xuống xe phải không? Rồi cái lái xe qua cái chỗ drive through á, rồi cái bấm cái nút hỏi muốn mua cái gì, cái nó mua vậy, cái nó nói giá tiền, cái tới trả tiền lấy vậy. Bây giờ họ đang có cái ý đó, tức là sẽ đưa cái quan tài người mất nằm đâu gần cửa sổ á, rồi nghĩa là lái xe đi ngang ngó một cái rồi bye bye, rồi là xong. Pháp Hòa nghe xong rồi nói, nếu mà có đi họp đó, nhớ đừng có tán đồng cái ý đó. Đâu phải là cái đời sống mình bận rộn đến mức độ mình không làm được cái chuyện đó, có phải không? Cái đó là nó kỳ lắm. Không có cái chuyện mà viết gì funeral drive through, doesn't work.
doesn't make sense. Drive through viewing. Hôm rồi có một anh Tây Phương, anh tới nói Pháp Hòa, anh nói là cái cách của thầy rất là hay, là khi mà mình đi đám tang đó, mà cái người đó mà là hỏa táng đó, thì mình mời tất cả mọi người đi lên, xong rồi mỗi người có một cái hoa tiễn vô trong quan tài luôn, rồi xong đậy nắp lại đưa vô lò thiêu. Tại vì ở đây mình cái lò thiêu nó hơi hẹp, không có thể mọi người vô trong đó mà tiễn hoa vô trong lò được. Còn đi chôn thì được, đi chôn thì hạ đất xuống rồi thì mỗi người tiễn cái hoa được. Còn ở đây đi thiêu thì mình làm kiểu khác, là mình để mỗi người cái hoa. Thấy không? Cái cánh hoa đó là tượng trưng cho một cái tình nghĩa tặng cho nhau. Cho nên Pháp Hòa nói với các anh làm ở trong nhà hoàng á, cuộc sống này nó rất là creative, nhưng mà có những cái nó không phải đạo. Quý vị thấy không? Như có một lần á, cái hãng Secret Victoria, tức là cái chỗ mà chuyên môn làm những cái áo tắm rồi này kia đó, thì ảnh mới đem cái hình Đức Quan Âm á, ảnh in ở dưới cái áo tắm á. Anh đem cái hình Đức Quan Âm Bồ Tát á, anh để trên cái ngực của áo tắm. Rồi anh mang cái hình của Phật Thích Ca đó in ở dưới cái đáy quần của áo tắm. Thì khi mà cái sản phẩm nó được xuất hiện trên thị trường đó, thì tất cả những giới Phật tử mình rất là phản ứng và không có đồng ý. Nhưng mà không có bạo động, không có bạo động. Viết thư, hàng trăm ngàn, hàng triệu lá thư viết lên trên cái hãng đó. Thì Pháp Hòa có ký một cái lá thư. Trong cái lá thư đó nó có một cái câu mà chúng tôi biết rằng nghệ thuật là một sáng tạo. Art is a creative. Nhưng mà nó phải có cái limit, nó phải có cái giới hạn của cái sáng tạo. Và không nên dùng những cái biểu tượng của các bậc tôn đức trong mỗi tôn giáo. Chúng tôi không chỉ riêng nói Phật giáo. Hình ảnh của Chúa, hình của bất cứ một vị nào, nếu nó đã là biểu tượng tâm linh của mỗi tín đồ trên thế giới này, thì chúng tôi đề nghị là quý vị không nên dùng. Thì sau đó không lâu thì có một cái phim nữa. Một ông đạo diễn chụp một cái hình quảng cáo cái bộ phim đó, ngồi trên đầu của Phật Thích Ca, đưa cái poster đó ra ngoài liên tục như vậy. Nhưng mà mình vui là mình không có bao giờ mình bạo động, không bao giờ khởi một cái niệm bạo động, niệm khởi còn không có. Chỉ muốn khuyên họ đừng làm những chuyện đó, không nên. Thành thử ra hôm nay đó là cái ngày lễ Phật thành đạo. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái chuyện mà Pháp Hòa đi đám tang vừa rồi. Trong ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, có 4 ngày thôi. Mà mình chứng kiến ba sự ra đi của ba tuổi tác. Thì để nó giúp cho mình thấy được cái vô thường. Nó làm cho mình thấy được cái vô thường. Và tự nhiên mình cảm thấy rằng mỗi người mình sống như thế nào để cái đời sống đó nó có ý nghĩa. Và thường thường á, đôi khi á, mình không có gặp những cái cảnh khổ trong đời á, tự nhiên cái tâm mình ít có khi nào mình trùng lại để mình suy tư, để mình quán chiếu. Cho nên thỉnh thoảng mình gặp những cái niềm đau, nỗi khổ trong đời á, chưa hẳn là cái điều xấu. Nhiều khi như vậy á, nó cho mình một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại, để chúng ta phản ảnh, chúng ta nhìn lại. Tiếng Anh nó gọi là reflecting. Mình phải nhìn lại. Chứ còn sống mà mình cứ lúc nào cứ thuận hoài đó, đôi khi cũng không tốt. Mình sẽ bị cái tâm buông thả, bỏ trôi. Và cái sự kiêu ngạo nó có thể nó sinh ra. Cho nên Phật dạy mình đó, cái hay là lúc nào mình có thể quán chiếu được. Hoàn cảnh thuận cũng quán chiếu tu tập được. Hoàn cảnh nghịch cũng quán chiếu tu tập được. Thì thôi, hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái mở đầu như vậy, cũng như cái câu chuyện ba người đệ tử đến hỏi vị thầy về cái cách sống cho an lạc. Thì vị thầy mới trả lời nè:
có tiền thì phải biết nên hiến tặng ha, có tiền nên sớt chia, có tình yêu nên trang rãi và hiến dân, có danh vị nên phục vụ. Có được như vậy thì đời sống mình mới có an lạc. Thôi, nhân mùa thành đạo này thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với quý vị như vậy. Chúc tất cả quý vị có một ngày an lành và có đủ sức khỏe để đi xuất tuyết chiều hôm nay. Thôi, giờ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật. Bây giờ ở đây có một câu hỏi đây. Thưa Thầy, người Phật tử giữ ngũ giới mà còn đi casino, như vậy có tội gì? Và phạm vào giới nào? Giới tham? Xin Thầy giả rõ. Trước hết là xin thưa đại chúng là người Phật tử tại gia đó, căn bản quý vị giữ năm giới. Rồi bây giờ nói chữ giới là gì? Bây giờ mình nghe giữ giới, phạm giới, mà đôi khi bản thân mình chưa biết giới là gì. Bản thân mình cũng chưa bao giờ giữ giới, mà hễ ai đụng cho nó, người đó phạm giới. Thấy không? Mình hay chỉ trích người khác phạm giới lắm mà không biết mình phạm nhiêu. Thì bây giờ chữ giới á, đơn giản thôi. Quý vị chỉ nhớ giới vậy nè. Giới là đạo đức. Giới là đạo đức. Người có đạo đức nghĩa là người ta không vi phạm những gì sai. Dễ thôi. Ví dụ giờ người đó không ăn cắp, sống đời rất là thanh bạch, mặc dù người đó chưa đi chùa, chưa biết giữ giới, chưa có thọ giới gì từ Phật giáo cả. Nhưng mà người đó biết một điều rằng sống ở đời không phải của mình, tại sao mình lấy? Người đó đạo đức chưa? Đạo đức. Người đó chưa bao giờ biết gì về giới hết á, nhưng mà người ta biết một điều là tôi sống không bao giờ nói gian, nói dối, đâm bì thóc, thọc bì gạo ai hết. Người đó giữ giới chưa? Và người đó có đạo đức không? Có đạo đức. Vậy thì giới nghĩa là đạo đức. Rồi bây giờ cái thứ hai là quý vị hiểu rằng tại sao phải giữ giới? Nhà Phật gọi là giới thể. Giới nó có mấy loại nghe. Giới thể, giới tướng, giới tánh. Bây giờ mình nói cái giới tướng là cái action, cái mà người ta thấy. Thí dụ như đánh người đó, cái tướng người ta, cái tướng người đó là đánh người. Nhưng mà có thể là mình chưa có đánh, khởi lòng thôi. Tao mà tao có cây tao đập mày chết. Trong đầu nghĩ vậy thôi. Có nhiều khi tức người đó quá, trời ơi tôi biết hồi đó nó hổn vậy, tôi bóp mũi nó chết cho rồi. Mình trong lòng mình khởi thôi. Cái đó gọi là giới tánh. Chưa có hiện ra tướng, nó còn trong tâm. Có khi gọi là giới ý đó. Nhưng mà bây giờ cái thể là gì? Thể nghĩa là cái nature, cái mà tại tất cả những cái giới này để làm gì? Một mục đích thôi, ngăn cái ác. Tất cả giới, cái thể của giới chỉ để ngăn ác thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như giờ nói về luật đi đường. Ôi cha, người ta đưa ra quá trời những cái cách để đi đường. Lúc nào chậm, lúc nào nhanh, lúc nào bao nhiêu speed, rồi lúc nào được sang lên, lúc nào không được sang lên. Tất cả những cái chuyện luật lệ trên đường lộ nhằm mục đích để làm gì? Tránh cái gì? Tránh tai nạn. Thì cái thể của tất cả mọi cái luật lệ trên giao thông để nhằm bảo vệ sự an toàn cho mình và cho người. Đó gọi là luật giới thể. Vậy quý vị hiểu chữ giới thể không? Giới thể nghĩa là cái mục đích, cái tôn chỉ và tất cả những luật giới đưa ra nhằm ngăn ngừa những cái điều sai quấy của con người. Dễ thôi. Do đó gọi là giới thể đó. Cho nên thường thường mình nguyện Phật, mình nói nguyện cho con giới thể châu viên.
Nghĩa là làm sao con sống mà con đừng vi phạm những điều sai quấy. Và con thọ rất nhiều giới, và gom lại chỉ có một điều thôi, nhằm mục đích bảo hộ đừng để cho chúng ta vi phạm. Cho nên trong giới luật của các thầy, các sư cô, nó có một cái gọi là ác tác, nghĩa là việc làm ác. Có một cái gọi là ác thuyết, nghĩa là những lời nói ác. Ví dụ như mình vừa nghe chuyện của người ta xong, lợi ngoắc chị kia lại, lợi đây tôi nói cho nghe. Sư cô á nha, sư cô giữ giới, sư cô nói dốc, nãy nó nói xấu con. Để sư cô nói cho con nghe. Thí dụ một vị sư cô nói như vậy là ác thuyết. Có cần thiết phải nói điều đó không? Trong thập thiện đó, nó có cái giới là không nói những lời vô ích. Người ta nghe cái chuyện đó lợi ích gì cho cả hai, rồi bản thân mình được lợi ích gì, cả ba đều không lợi ích, thì tại sao phải nói? Mà nếu mà hành động như thế thì chúng ta gọi là ác tác, nghĩa là hành động xấu. Thậm chí ví dụ mình ghét người ta, mình chỉ trỏ người ta, mình mắng, mình sỉ vả người ta, đều đi vào trong cái ác tác, ác thuyết. Vậy thì chơi bài có tội gì? Kiếm tiền của anh chơi thôi. Nhưng ở đây bài lúc chơi không có tội, nhưng mà nó là nhân gây các tội. Ví dụ anh thua quá rồi anh làm gì? Anh đi mượn. Mà khi anh mượn anh dám nói thiệt không? Anh dám nói tôi chơi bài thua quá không? Không. Trời ơi, má con bệnh đau, bây giờ cần tiền mổ gấp, chùa bị hoài chứ gì. Đây bữa hôm mấy tuần mấy trước có bữa sắp sửa lên đắp y làm lễ, có ông chạy vô: thầy ơi cứu con thầy, má con bệnh nặng ở Việt Nam mổ mà không có tiền, mà bây giờ cần gửi tiền gấp, thầy cho con mượn 2,000. Lúc đó làm gì có tiền mà đắp y lên làm lễ. Mình nghĩ trong bụng, ông này chắc cũng 70-80% nói dốc rồi. Nhưng nếu mà mình không đưa thì cái tâm của mình nó không yên, rủi ông má ông bệnh thiệt làm sao. Thôi người ta mới cúng 500 đấy, thôi giờ đưa cho chú đỡ, ông đi luôn không có trở lại đâu. Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng á, cái đánh bài nó không có tội, tiền của mình mà, nhưng mà nó là gây cái nhân để gây các tội. Thứ nhất là tội nói dốc, tội lường gạt, rồi cuối cùng mà cần quá thì bắt đầu gì, ăn cắp ăn trộm, đúng không? Ăn cắp đồ của gia đình mình, ăn cắp tiền của gia đình mình, rồi cà thẻ. Mà cái người mà cờ bạc rồi á thì bắt đầu tấm tánh tình đời sống không còn dễ thương nữa. Uống rượu cũng không có tội, nhưng mà nó là cái nhân gây các tội. Tại vì khi mình uống rượu vô rồi thì tâm trí mình cuồng loạn. Cho nên cái giới thứ năm á, hồi nãy quý vị nghe cái giới thứ năm á, là ý thức được khổ đau của sự tiêu thụ không chánh niệm. Cho nên cái giới thứ năm mà nói đơn giản là uống rượu, hút thuốc, xì ke, ma túy rồi đó. Thật ra mấy cái đó là bản thân mình thôi. Nếu mình làm cái đó thì mình tổn hại đến bản thân mình. Và khi bản thân mình tổn hại thì người thân mình cũng phải chịu trách nhiệm. Không lẽ người ta bỏ mình chết thì người ta phải cứu mình. Mà thưa đại chúng, chùa nhận không biết bao nhiêu thơ, không biết bao nhiêu cú phone, không biết bao nhiêu những người Phật tử lên chùa khóc lóc chỉ vì người thân họ lâm vào con đường cờ bạc. Tài sản mất mát, gia đình ly tán, mà chưa có một người nào mà vỗ ngực xưng danh tôi làm giàu nhờ cờ bạc hết. Mà người nào cũng tự hào là tôi mạt nhờ nó, gia đình tôi không còn gì hết cũng nhờ nó. Đúng không? Thành thử ra cái đó, đó chữ phạm giới đó không có nghĩa là Phật bắt tội gì mình. Nghĩa là mình vi phạm cái điều gì mà nó không đúng thì nó hại cho mình vậy thôi. Chứ Phật không có bắt tội ai hết á.
Quý vị nhớ là cái chữ tội trong Phật giáo không có nghĩa là có một ông thần, ông Phật nào ngồi đó chờ mình phạm lỗi bắt mình cái. Ông đâu có rảnh, ông đâu có quẩn kiểu đó đâu. Mà tại sao ông rảnh đâu mà cứ đi bắt tội? Chữ tội đây là gì? Chữ tội là gì? Khi mình biết cái gì sai mà mình vẫn làm, gọi là phạm tội. Anh biết cái đó sai mà anh vẫn làm thì kêu phạm tội chứ có gì đâu. Anh sơ ý mà anh làm thì gọi là phạm lỗi, là không biết làm. Nhưng mà anh đã biết cái đó sai. Có ai người ăn cắp biết mình sai không? Biết không? Biết chứ, không biết sao đi lén lút. Nếu không biết mình sai sao đợi lúc nhà ta không có người mới vô. Nếu không biết mình sai mà tại sao tinh vi trong cái vấn đề ăn cắp, biết mình sai mà vẫn làm, cái đó là tội. Như vậy chữ phạm tội hay là phạm giới, nghĩa là anh vi phạm cái điều mà anh không nên làm, và chính cái đó anh biết nó sai anh vẫn làm thì tội. Chứ Phật không có bắt tội ai hết. Anh làm điều đó thì khổ lụy nó đến với anh. Đó, cái đó gọi là địa ngục, cái đó gọi là trừng phạt. Cho nên địa ngục là gì? Chữ địa là dày chắc, chữ ngục là tối tâm. Khi tâm mình dày chắc những sự mê mờ không sáng suốt, gọi là địa ngục. Ví dụ mình giận ai đó, mình chấp trước cái câu nói người đó, hành động người đó, là mình đóng một cái tường rất là dày. Rồi mình đau khổ với lời nói đó, hành động đó. Thậm chí người đó xin lỗi mình rồi mình vẫn không tha thứ. Cái đó là mình tự mình giam mình trong địa ngục chứ gì đâu. Trên địa là dày chắc, ngục là tối tâm. Khi nào mà mình ôm ấp một sự cố chấp dày đặc, mê mờ, thì địa ngục có mặt. Cho nên không luận là Phật tử thọ ngũ giới, đi chơi casino mới phạm giới. Mà bất cứ người nào, dù anh là người thường, anh đạo gì cũng cần biết, mà anh vướng vô cờ bạc là coi như khổ não nó tới rồi đó. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái hạt giống mình mới đưa xuống mà mình không thấy chỗ này tốt, đào nó lên kịp, để đó nó hồi nó mọc rễ, nó bám vô rồi nó bứng nó ra khó lắm. Thì nhà Phật nói như vậy để nói lên cái ý nghĩa là mình giải cái nghiệp. Nếu mình biết cái đó sai, dừng liền ngay đó thì những cái rễ nó không mọc. Cho nên giải nghiệp là như vậy. Thì ở đây dù Phật tử không thọ giới hay thọ giới mà chúng ta đã vướng vào đó thì cái tội, cái khổ nó tới rồi đó. Cho nên rồi á, có nhiều khi mình đi chơi với cái ý nghĩa là đi chơi cho vui. Nhưng mà thưa đại chúng, là thường thường người nào đi chơi vui rồi lát cũng đắm chìm, thua 100, 200 rồi bắt đầu nó thôi để gỡ. Đó, nhưng mà gỡ không phải là gỡ, không phải mình gỡ của họ, mà họ gỡ của mình. Thật ra cái đó là cái mình nên cẩn thận. Kính bạch Thầy, mỗi ngày chúng con ôm cái máy nghe Pháp của Thầy Pháp Hòa mà không nhớ niệm Phật. Vậy khi chúng con chết thì chúng con sẽ đi theo Thầy Pháp Hòa phải không? Cái này em không có suối à. Quý vị biết cái máy nghe Pháp á, bây giờ người ta thâu mấy cái máy nó vô cả ngàn cái bài giảng vậy đó. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, nghe Pháp với niệm Phật, cái nghe Pháp á là chỉ là cái pháp học thôi. Còn mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình phải có ngồi thiền, mình có cái thời khóa nào cho mình á, cái đó gọi là pháp hành. Phật giáo có hai cách để mà tu tập. Nếu mà mình muốn cái pháp hành của mình hay, đúng, thì mình phải có cái học,
học mới biết cái nào đúng mình làm. Cho nên nghe pháp chỉ mới học thôi. Bây giờ quý vị học quá chừng quá đất mở mang, nhưng mà ôm mớ kiến thức không được, không có tu gì hết không được. Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ người ta hỏi mình là tham là gì? Nói ồ, tham là khi mình muốn quá độ. Sân là khi mình nổi nóng lên. Rồi mình giải, ôi nào mình đọc thơ ha. Lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỡi ai nên lấy lời này, có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên bít mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Ai hỏi mình giảng chàng vậy, mà tới đụng tới mình nổi sân quá chừng, tại mình không có hành. Đấy không? Cho nên học là nghe pháp, hành là mỗi ngày mình ứng dụng. Đấy không? Thành thử ra cái này phải quân bình cả hai. Còn quý vị mà ôm cái máy quý vị nghe pháp không, nói cái vụ mà chết có theo thầy không đó. Ở bên Toronto có một chị Phật tử, lúc mà chị có mang thai đó, chị nghe băng giảng dữ lắm, mà chị nghe của Pháp Hòa nhiều nhất. Thành thử ra khi sanh đứa nhỏ ra có nó giống Pháp Hòa. Cái ba nhỏ nựng đó, mà thật sự hai vợ chồng Pháp Hòa chưa bao giờ gặp mặt. Pháp Hòa chỉ nghe người thân kể, nó trời ơi ba nó mỗi lần nựng nói trời ơi may là ông thể của ông ở xa đó. Ông gần là có chuyện rồi đó. Ở đây là mình muốn nói là khi mà mình giống như là khi mình có mang thai đó, mình nghĩ cái gì thì nó sẽ giống cái đó. Ví dụ như vì vậy cho nên hồi đó đó cái có cái cách là người nào mà có mang á là người ta thường xem hình những đứa bé, xem hình Phật, những cái gì vui để làm chi, để người ta dưỡng cái đứa nhỏ đó. Còn ví dụ như mình ghét cái người đó, mình bực cái người đó, sinh ra ít nhiều nó giống cái người đó. Cho nên hồi nhỏ đó người ta hay nhắc nhở, khi mà nhất là người chồng, khi người vợ có mang thai thì người chồng phải là cái người giúp cho người vợ dưỡng thai rất là nhiều. Cho nên đó, cái công việc mà dưỡng thai đó, mang thai là của người mẹ, và trợ cho người mẹ dưỡng thai là công việc của người chồng. Người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải có trách nhiệm và bảo hộ giúp đỡ cho người vợ dưỡng thai, để hai vợ chồng cùng tác hợp tạo nên một đứa con cho nó đẹp, nó thanh tịnh giống như hai vợ chồng. Thí dụ người vợ cố gắng vui, nhưng người chồng cứ chọc cho người vợ giận hoài thì sao vui nổi. Cho nên tuy người chồng không mang thai, nhưng người chồng phải dưỡng thai. Còn người mẹ là người mang thai, và người mẹ cũng phải tiếp nhận cái sự dưỡng thai đó. Cho nên hồi đó có người giải thích đó, tử cung là gì? Là cung điện của đứa nhỏ. Vì khi người con ở trong bụng mẹ, mẹ không dám đi mạnh, không dám ăn những cái gì mà có tác hại đến người con. Cưng đứa con như một hoàng tử, như một công chúa vậy. Cho nên là quý vị ôm cái máy niệm, ôm cái máy nghe giảng, chỉ là mình học cái pháp thôi. Còn mình ứng dụng, mình hành mới là điều quan trọng, vì chính cái đó nó mới giúp cho mình hết khổ được. Còn mình nghe pháp thật là nhiều mà mình không giải quyết được cái nỗi khổ của mình á, thì không chừng cái pháp đó trở thành ra cái mà hại mình nữa là khác cả. Nhiều khi mình biết nhiều quá mà mình rồi lúc đó không tự tu, mà cứ thấy ai cũng xung quanh mình cũng trật hết á. Người nào cũng sai hết á, bản thân mình không biết mình trúng sai gì hết. Cái đó là cái nguy hiểm. Thưa Thầy, ăn chay trường mà thấy con gián giết nó có tội không? Thật sự mình ăn chay thì ăn chay, mình giữ giới, mình không giết. Thật ra mình ăn chay là mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình qua miếng ăn. Rồi cái quan trọng là đời sống hàng ngày của mình đã thể hiện lòng từ của mình với những con vật xung quanh.
Còn nhà mà có chuột có gián thì mình nếu vì cái sự bảo hộ sức khỏe hay như thế nào đó mình có thể làm, nhưng mà mình phải báo cho các vị đó biết. Tôi xin báo cho các Bồ Tát gián biết, đây không phải là nơi của các vị ở. Các vị từ đâu đến thì các vị theo đó mà đi. Trong 3 ngày nữa người ta sẽ tới đây để xịt thuốc, thì tôi không muốn tổn thương tổn hại đến quý vị, tôi báo cho quý vị để quý vị đi. Đó là ở bên Cali á, là cái xứ ấm á, mối rất là nhiều, mối gián. Ở đây là mình có chuột, phải không? Thành thử ra nhiều khi á, những cái chỗ công cộng là mình không được để cho nó lan tràn ra, thì sở vệ sinh họ sẽ không có chấp nhận. Cho nên đôi lúc vì cái mình ở đâu nó có những cái luật đó rồi, và đồng thời để bảo vệ sự an toàn sức khỏe cho mọi người, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải gọi là gì, chấp nhận cái lỗi, nhưng mà chúng ta phải báo để chúng ta không có cố ý, mà chúng ta đã làm cái việc là báo cho các vị đã biết rồi. Xin thầy con hỏi, nếu có người thường ngày đều cầu nguyện niệm Phật được vãng sanh nhưng bị đột quỵ chết, bất đắc kỳ tử, như vậy có được như ý không? Quý hiểu ý câu hỏi không? Hằng ngày thì xin vãng sanh về cõi Phật, nhưng bây giờ người này chết một cách nghĩa là đột ngột như vậy, có được vãng sanh không? Theo quý vị được vãng sanh không? Được không? Được. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều chúng ta không biết trước. 1, không biết mình sẽ bệnh gì. Đúng không? Mình đâu biết mình sẽ bệnh gì. 2, chừng nào mình bệnh. 3, khi nào mình chết. 4, chết vì lý do gì. 5, chết ở đâu. Có phải không? Thì Phật nói rồi, có 5 điều mình không biết được. Khi nào bệnh, bệnh gì, khi nào chết, chết vì sao mà chết, mà chết ở đâu, không biết. Nhưng mà cái chuyện mà mình chết đó là việc sự thật của thế gian này. Còn chết cách nào không biết, mà chết cách nào cũng là chết. Và chắc chắn mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết. Và yên tâm điều đó, vì mình sẽ chết chắc. Không có cái gì chắc hết, chỉ có chết là chắc thôi. Nhưng mà có một cái điều là vì mình biết vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, cho nên hàng ngày tâm của mình phải hướng thượng, hướng Phật. Để chi? Để khi mình đi cái tâm mình nó có hướng nó đi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, bây giờ quý vị có bỏ Pháp Hòa ở đâu đi, thì trong bụng Pháp Hòa muốn đi đâu? Đi chùa thôi. Như vừa rồi Pháp Hòa đi giảng có một cái chỗ đó, trời ơi, chùa chật hẹp mà chưa có cái gì hết, vô nó lạnh, nó đủ thứ hết. Cái người ta hỏi, thôi giờ tụi con đi mướn khách sạn cho thầy ở nha. Pháp Hòa nói khỏi, miễn có chùa là ở được rồi. Thành thử ra ở ngay trong chùa đó, lạnh thì chịu lạnh, lạnh thì mặc áo lạnh, nhưng mà đã có cái chùa thì mình cứ ở trong chùa. Vì cái tâm, trừ khi nào mình không có thì mình mới tính chuyện khác. Còn bây giờ mình có chùa mình ở chùa chứ mắc chi. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái tâm của mình hằng ngày như vậy. Ví dụ Pháp Hòa hỏi quý vị đi chơi, đi du lịch, đi qua các xứ vậy, cái quý vị đến đó cái hỏi người thân, ở đây có chùa không? Hãy có chùa một cái, có gần đây không? Cuối tuần chở tôi đi chùa một cái, hay là bữa nào rảnh chở tôi đi lễ Phật một cái. Tại cái tâm mình hướng chùa. Cho nên đời sống của chúng ta, quý vị sẽ biết một điều rằng rất là vô thường. Chúng ta hoàn toàn không biết mình chết ở đâu, chết lúc nào và chừng nào chết. Chuyện đó nó có thể xảy ra. Cho nên giây phút nào mình còn sống, lúc nào tâm mình cũng phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Mà hễ mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát thì bất cứ mình chết cách nào mình cũng đều được đi về cái cõi mình muốn hết. Tại mình muốn đi về cõi đó. Còn cái cách này chỉ là bình thường. Cho nên
được vãng sanh chứ không sao, tùy theo cái tâm mình hướng. Thưa thầy, hôm con quy y, chồng con là đạo chúa, con xin hỏi thầy, vậy trong nhà chồng con để hình chúa có được không? Vì con đã thờ Phật trang nghiêm, con nghe nói một nhà không được thờ hai đạo, vậy xin thầy giải giùm con. Tại vì mình kỳ thị chứ hai ông cụ kia đâu có kỳ thị. Cụ Giê-xu với cụ Thích Ca enjoy mà đâu có gì đâu. Cho nên á, quý vị nhớ là khi mình còn phàm phu thì mình mới còn có ngã chấp mình ta. Chứ còn các bậc đạt tới cái chỗ đó rồi, các ngài đâu có thấy cái gì khoảng cách đâu. Thưa đại chúng, ngôn ngữ thì có phân biệt, nhưng mà tình thương thì không có từ ngữ. Mà tình thương thì hễ là có con người, có trái tim là có tình thương giống nhau hết. Mà Đức Phật dạy chúng ta là sao? Không có khoảng cách, không có kỳ thị. Trong nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Bây giờ á, cái điều này á, rất là dễ thương, là hai vợ chồng cùng hướng về cõi đẹp. Chồng hướng về Chúa, vợ hướng về Phật. Thì mình để hai bàn thờ mình kính lại chung có sao đâu. Chỉ sợ cái là một người kia kỳ thị, chấm cấm không cho mình đặt bàn Phật, hoặc là cấm không cho mình để bàn Chúa, thì cái đó, cái điều đó bất vui, cái điều mà không vui nó xảy ra. Còn giờ mà một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng, hạnh phúc quá rồi. Cho nên cô phải hạnh phúc, cô phải sung sướng là vì mình được một người chồng có hiểu biết, có cởi mở. Và mình cũng có cởi mở, có hiểu biết, cho nên mình đã tiếp nhận Chúa dễ dàng. Và vậy tại chúng nhớ là chỉ khi nào con người mình còn phàm phu, mình mới có khoảng cách thôi. Cũng giống như mình nói thì nói tiếng Việt, chỉ có cái giọng nó khác thôi. Chỉ có cái giọng khác thôi chứ còn tiếng Việt là giống nhau hết à. Vậy mà cũng phân biệt Trung Nam Bắc, thấy không? Rồi cũng khổ theo miền vùng vậy. Cho nên mình hãy càng chia nào khổ hơn nấy. Mà mình càng ngồi lại với nhau thì mình càng hạnh phúc. Cứ đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, trong nhà mà giờ năm anh em mà năm cái kiểu nghĩ, năm cách sống, thì có phải gia đình nó không vui không? Anh em cùng đồng lòng hết trơn nó vui. Mà đồng lòng gì? Hướng đẹp hết. Cho nên á, mình á, tin cái nào mình đừng có bác người ta. Cái đó là cái điều không có nên, mà không có dễ thương. Mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác. Và thưa đại chúng, là quý thầy á, đi giảng á, đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ. Tại vì có đôi lúc mình không có chỗ, mình đi mượn nhà thờ. Mà nhà thờ rất là dễ thương, các vị linh mục cho mình mượn luôn. Như vừa rồi là Pháp Hòa giảng ở Hawaii á, ở Maui á, 2 ngày khóa tu giảng, những cái buổi giảng chính là giảng trong thánh đường luôn, giảng ngay trong cái thánh đường của các vị luôn. Chứ không phải là giảng ở trong cái ho, trong cái hội trường gì của họ, giảng ngay trong cái lễ đường của họ luôn. Và chẳng những vậy mà Ma Sơ còn ra tiếp mình, chào mình nữa. Rồi Pháp Hòa cảm ơn quá chừng, bà nói không sao đâu các vị. Pháp Hòa còn nói thêm nữa, chỗ này tốt quá, mai mốt tụi tôi xài tiếp nghe. Được sướng, được xài, được người ta cho mình dùng, tại sao lại kỳ thị? Cái đó là cái điều mình dở, và chính mình kỳ thị vậy cho nên mình khổ à. Xin thầy giải thích giùm con, tại sao con nằm chiêm bao thấy Phật? Trời ơi. Bây giờ họ thấy Phật mà cũng không chịu, không lẽ muốn thấy ma? Thì tâm mình thường nghĩ Phật thì mình thấy Phật. Cái tất, quý vị nhớ chiêm bao là do 5 điều nha. Mình có 5 lý do để nằm chiêm bao. 1 là do túc nghiệp nè. 2 là do mình tâm sinh lý, mình ngủ thân thể nằm không đúng cách, sinh chiêm bao. 3 là hàng ngày mình nghĩ cái gì thì đêm ngủ cũng chiêm bao.
4 là quỷ thần, 5 là thiện thần. Ta mách bảo, ta gia hộ mình hay quỷ thần quấy phá. Thì hằng ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm mình thường thấy cái đó. Tại vì sao? Khi mình ngủ á, là năm cái thức của năm cái nhẹ mắt tai mũi miệng nó ngủ. Phong vào ví dụ, bây giờ khi mình còn sống mình mở mắt là cái căn này nè, con mắt này mở nhìn thấy cảnh thì cái ý thức của con mắt á, nó nhận ra liền, ô chị năm, chị ba, cái ý thức nó nói. Rồi mình thí dụ như mình chưa gặp người đó qua, mình được người ta giới thiệu, mình nói tôi xin giới thiệu đây là ông Chính, thí dụ vậy. Thì ngay cái giây phút mình gặp được ông Chính, mình bắt tay ông Chính xong rồi, thì cái hình ảnh ông Chính nó nằm ở trong cái tàng thức, mình thu vô trong cái memory của mình. Thì tối mình ngủ là năm cái thức nó ngủ: thức của mắt, thức của tai, thức của lưỡi, thức của thân, thức của mũi. Năm cái này nó ngủ. Bằng chứng là ngủ rồi ai nấu xạo gì mình đâu ngửi được, rồi ai làm gì rột rạc nhỏ nhỏ mình đâu nghe được. Thậm chí người ngủ mê mà ai lấy tay quơ quơ trước mắt mình đâu biết, đâu thấy gì. Năm cái đó nó ngủ. Có một cái nó thức thôi, là cái ý thức mình nó ngủ. Nó thức, cái ý nó thức, nó mới đi vô cái memory á, nó bốc lên. Cho nên mình có chim bao. Ban ngày mình nghĩ cái gì nhiều, ban đêm mình thấy cái đó. Ví dụ như mà nhiều khi mình thèm ra muốn xào quá, tối ngủ mình thấy ra muốn. Thậm chí đang ngồi tụng kinh cũng thấy dĩa ra muốn. Cho nên á, hằng ngày tâm mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thường gặp cái đó. Cho vì vậy người ta kêu niệm Phật, nghĩa là chữ niệm là không phải lấy cái miệng niệm, lấy cái này, lấy cái tâm thức mình hay nhớ Phật, nghĩ Phật. Mà người nào hay bị tán loạn, ta đưa cái hình cho mình focus, mình nhìn vô cái hình đó, miệng đọc cái lời tên của Phật, mắt của mình nhìn để mình ý thức, mình tiếp xúc cái hình ảnh đó, để mình không có bị phân tâm. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cái đó gọi là quán tướng niệm Phật. Cho nên mình nằm chiêm bao là thấy Phật là tốt. Nhưng mà nhớ là mình chỉ thấy trong chiêm bao là vì tâm mình thường nghĩ thôi. Xin thầy cho biết Phật có nói láo không? Pháp Hòa hiểu được cái ý của câu hỏi. Thật ra đó thì chữ nói láo là gì? Nói nó có 4 cách nói: chuyện có nói không, chuyện không nói có, gọi là nói dối, nói láo. Đâm đầu này thọc đầu kia gọi là hai lưỡi, tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt. Chửi rủa mắng xả người ta gọi là ác khẩu, phải không? Và nói những lời vô ích, dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là nói những lời mê hoặc người khác. Ví dụ như nói chị theo tôi đi 3 tháng cái tôi chị thành Phật à, hay là chị cúng cho tôi cái chị được cái này phước kia. Cái đó là ỷ ngữ và nói dối. Vậy thì cái lời nói dối nghĩa là mình nói không thật. Nhưng mà nó có cái trường hợp là nói không thật để cứu người thì cái điều đó không có sai. Pháp Hòa ví dụ, ở trong kinh có kể câu chuyện có một thầy tỳ kheo đi khất thực. Thì có một cái người đó đó, họ làm rớt chiếc nhẫn, nó lăn tới cái chỗ con ngỗng. Thì con ngỗng nó không, nó thấy cái chiếc nhẫn lăn đụng chân nó thì nó cứ nhanh, nó ngậm cái chiếc nhẫn, nó nuốt một cái đi. Thì trong lúc cái người đó chạy tới thì ngay cái chỗ đó thì chiếc nhẫn không thấy, thì mới nghi là ông thầy này lấy. Hỏi ổng không có nói, ổng không có lấy. Thì họ đánh ông tới chết. Mà ổng thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn đó chứ. Nhưng bây giờ nếu mà ổng nói ra mà con ngỗng mà nuốt chiếc nhẫn á, thì họ sẽ giết con ngỗng ngay. Thì cuối cùng mới là khi con ngỗng đó nó lăn ra, nó bị một cái gì đó nó chết đó, thì người đó họ mới, cái người chủ đó mới mổ bụng cái con ngỗng đang thịt, trong khi làm thịt nó, thì mới phát hiện là
chiếc nhẫn nằm trong cái bụng của con ngỗng. Thì ở đó là một câu chuyện để nói lên những cái bậc mà người ta không nói những điều mà tác hại đến cho người. Ổng nói dốc mà, ổng nói dốc là ổng không thấy ai lấy, mà rõ ràng ổng thấy con ngỗng lấy, nhưng vì cứu con ngỗng ổng không nói. Như vậy thì ở đây cũng vậy, có những điều chúng ta nói dối, nhưng mà nói dối đó nhằm mục đích không để hại người mà để cứu người, thì cái nói dối đó không có lỗi. Pháp Hòa ví dụ như á, hai cái người đó họ gây gổ với nhau, rồi họ tới với mình, họ nói xấu về nhau cho mình nghe. Thì cái người kia gặp mình ấy, tôi có, tôi thấy bữa đó đó, cái ông đó, cái bà đó ghé vô chị có nói gì tôi không? Mặc dù hồi nãy họ bữa đó nói rất là nhiều, nhưng mình cũng sẽ nói rằng ờ, không có nói gì hết, tới thăm tôi thôi. Nói dối á, rõ ràng tao có nói cho mình nghe mà tại sao mình nói nó không? Vì cái nói dối này mình mục đích mình biết rất là rõ là mình không muốn làm hai bên thêm đổ vỡ. Cho nên mình nói không, người đó không có nói gì về anh, về chị hết. Vì vậy cho nên thưa đại chúng, giới đó, cái cách mình giữ giới đó, nó có bốn cách ha. Một là khai, hai là giá, ba là trì, bốn là phạm. Khai, giá, trì, phạm, bốn cách giữ giới. Có lúc mình mở gọi là khai, có lúc là giá là phải ngăn lại, có lúc mình phải giữ giới đó gọi là trì, còn không là mình sẽ phạm. Đó là bốn cách giữ giới. Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng gọn hai câu thôi, để đại chúng biết cái cách giữ giới của đạo Phật nè. Quý vị nhớ hai câu thôi là quý vị giữ giới được. Một là chỉ trì, hai là tác trì. Chỉ trì là gì? Là hãy nên gìn giữ những gì cần gìn giữ. Tác trì là gì? Nên làm những việc cần làm. Thí dụ đèn đỏ là phải ngưng khi lái xe, cái đó là chỉ trì hay tác trì? Chỉ trì. Mình phải nên giữ cái đó, mình phải nên giữ cái điều đó. Cái gì sai là mình phải giữ. Giữ cái gì nó sai mình không nên làm, gọi là chỉ trì. Chỉ là dừng. Trì, mình phải giữ gìn, mình phải trì những cái gì cần giữ. Thí dụ như là trộm cắp là chỉ trì đó. Không có trộm cắp là chỉ trì. Nhưng mà tác trì là gì? Bố thí. Chữ tác là làm, nên gìn giữ những điều cần làm, đó là bố thí. Phải nói lời hiền lành, đó là tác trì. Đừng nói những lời thô ác là chỉ trì. Cho nên là người nào mà giữ được hai cái này là người đã giữ được giới đó. Mà nói chốn lại là tất cả giới luật của đạo Phật không ngoài hai cái điều này, chỉ trì và tác trì. Mà thường thường trong giới luật lúc nào cũng nói hai việc, mình nên giữ cái xấu là nên làm cái tốt. Cho nên quý vị thọ thập thiện là vậy đó. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa lấy mấy câu hỏi Phật tử gửi về chùa, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta luôn luôn học hỏi để mở mang cái hiểu biết của mình, nhất là mình hiểu đúng đắn về đạo Phật. Thì khi mình hiểu đúng đắn về đạo Phật thì chúng ta sẽ có một niềm tin bất hoại kiên cố với đức, với đạo Phật mà chúng ta đang theo. Và khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng đạo Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái chánh tính và cái sống đúng. Khi mình tin đúng là mình sẽ sống đúng, mà khi mình tin sai là mình sẽ sống sai. Ví dụ như quý vị tin rằng á, mỗi năm mình phải giết heo, giết gà, giết vịt để mình cúng tế thần linh, nhờ thần linh phù hộ cho mình, điều đó là sai. Đúng không? Mình đem một cái thần linh nào mà tu hành để chờ những cái con gà con vịt đó để mà cúng rồi bảo hộ cho mình. Rồi thử hỏi bây giờ cho dù mình có cúng cả con heo quay mà lái xe không cẩn thận vẫn bị đụng xe như thường. Đúng không? Làm việc không đúng vẫn bị phạm luật như thường. Cho nên mình hiểu đúng, mình tin đúng thì mình sẽ sống đúng và không để những cái điều tà vại nó lấn át mình. Và mà mình lúc đó mình sẽ hiểu rằng đạo Phật không phải là những cái đó, mà nó xen vô.
Cũng giống như là mình ở đây mình biết, ví dụ như đưa quý vị món pizza spaghetti, quý vị biết đây là món của người Ý. Đưa chén cà ri ra, đây là món của người Ấn Độ. Đưa cái dĩa pad thai ra, biết đây là món của người Thái. Mình biết rất rõ cái nào của ai. Thì cũng như vậy, mình là người Phật tử, cái nào của Phật giáo là mình biết rõ, còn cái nào nó xen vô mình vẫn biết rõ. Mà nếu có xen vô mà chúng ta ứng dụng như thế nào để cái xen vô đó nó không làm hư cái của mình, thì cái đó mới là cái chính yếu của người Phật tử học và hành. Pháp Hòa chỉ mong rằng mỗi tuần hay là những lúc nào quý vị rảnh, quý vị lên mạng, quý vị nghe Pháp hay về chùa nghe Pháp, để xác định lại cái hiểu biết của mình đúng đắn về Đạo Phật, để cho cái niềm tin của mình không có bị lung lay. Mà khi mình vững rồi, ai có nói, ai có chỉ trích, ai có nói gì, mình vẫn rõ ràng cái con đường của mình mà không bị người khác làm mình tác động.